thực hiện bởi đội ngũ in kỹ thuật số. In đêm các giấy mỹ thuật, ép kim cao cấp giá rẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. In đêm các giấy mỹ thuật càng trở nên phổ biến, vừa sang trọng vừa thể hiện được đẳng cấp của doanh nghiệp. Chị Linh, khách hàng tại công ty in kỹ thuật số, nhận xét rằng ngày trước thì giấy mỹ thuật thường hay sử dụng để in thiệp cưới, nhưng hiện nay thì nhiều công ty doanh nghiệp chọn in nêm các trên giấy mỹ thuật vừa đẹp vừa sang, mang tính trịnh trọng với tấm danh thiếp đẹp, cũng được xem là một công cụ quảng cáo rất hiệu quả. Đi tiên phong trong ngành in, lấy phân khúc in kỹ thuật số làm thế mạnh. In kỹ thuật số.com ra đời từ 2006 là trang web đầu tiên dùng Internet để kết nối với khách hàng, cung cấp kiến thức về in kỹ thuật số, tư vấn giải pháp cho các sản phẩm in, minh bạch hóa cách tính giá in, đem lại cho khách hàng niềm tin, sự hài lòng tuyệt đối. In kỹ thuật số.com, nhà in giá rẻ hỗ trợ tiếp nhận đơn hàng 24/7 trực tuyến. Thực hiện bởi đội ngũ in kỹ thuật số.